này cho mọi người thấy, khi mà mình trồng xong rồi là bắt đầu dùng lá mình phủ lên trên bề mặt để mà cho trời mưa nó không có bị xói. Đây khu mới này của mình trồng cũng khá nhiều rồi mọi người. Nè em cầm em quay anh trồng vài cây nè, để nó mang tiếng đi trồng sâm mà thấy tối ngày cầm máy không trồng sâm nữa. Đây sâm tự nhiên nha mọi người. Em móc lỗ đi, em canh lỗ, em móc lỗ thứ đi rồi cái anh trồng. Em móc lỗ em canh nó ngay thôi. Em nào cũng trên 20 tuổi, đủ tuổi trưởng thành hết rồi. Ngon lắm. Em này là trưởng thành. Hình như anh thấy em móc hơi quá xa cái gì. Đúng mà. Vừa thôi. Đây là ok. Tạm bỏ trong tủ lạnh để sao đó. À, chưa, cái này là dặn ra là không có bỏ tủ lạnh. Bóp thì nó là khéo rồi sao. Lấy về nghe. Ngày qua mà qua trời mưa anh không có đi trồng. Đúng không? Anh bỏ quá xa vườn hả? Rồi xong một luống rồi tắt lên và bấm ngưng luôn biết không? Đây, làm lúc này